Trong video này, bên Huấn Audio mình báo giá các thiết bị phụ kiện mình đang để ở đây. Anh em vào xem ủng hộ bên mình nha. Đầu tiên anh em thể thấy ở đây là mấy đôi phân tần mình bỏ ra này. Phân tần 2 bát 1 tép mã 325, đánh cho bát 40 côn 100 và tép kèn côn 75. Con này có bát 1 tiếng trống trầm hơn này. Giá bán một đôi là 800.000 đồng bao ship. Phân tần đánh cho loa A dây hỏa tiễn phi thuyền đôi gấu biển 5525, phân tần Mỹ sản xuất bên Trung. Giá bán cho một đôi là 1.900.000 đồng. Cái phân tần này rất là gấu nhá, công suất là 2.500W một cái. Phân tần nữa đây, phân tần súp này, 89 300 một chiếc bao ship. Phân tần 406, mã 406 đánh cho hai loa bát 30, một loa Trung 16, một đắp kèn 450. Giá bán một đôi này là 550 bao ship nhá, 550 bao ship. Phân tần dành cho loa ba đường tiếng này, mã 315, phân tần Mỹ sản xuất bên Trung. Giá bán một đôi là 1.400.000 đồng bao ship. Phễu 1532 200 một đôi, bao ship là 230, và 1128 là 130.000 một đôi bao ship. Phân tép kèn GCF từ 17 côn 75, 1.200.000 một đôi bao ship. Trung kín 12 viền 14 năm, giá bán một đôi này là 180.000 đồng bao ship. GCF ND253 bản dày gấu biển đang tạm thời hết, không quảng cáo nữa. Thế có mấy đôi này bán rồi không cảm nữa. Tép từ 17 côn 75 của JBL nhá. Con này nặng 5 cân một đôi à, một cái. 5 cân một cái nhá. Giá một đôi là 1.500.000. Ở trung kèn, giá bán một đôi là 1.200.000 bao ship tặng kèm phễu. Có thể chọn phễu 1532 hoặc 1128 hoặc tròn 18, tròn 18 hoặc là vuông 18. 1.200.000 một đôi tặng cả tụ nhá. Phân tần chuyên trung M11 3 con 1. Phân tần này công suất là 150W một cái nhá. Giá bán một đôi là 250.000 đồng bao ship. Trung kín 16 viên nữa là 16.5 từ 12 nhá, từ 12 cm nhá, côn 38 bố của thằng gấu rồi. Giá bán một đôi là 700.000 đồng bao ship. Bát 40 từ 19 côn 76, giá bán một đôi là 2.100.000 đồng bao ship. Từ 17 bát 30 từ 17 và côn là côn 76, 1.300.000 một đôi bao ship. Bát súp JB từ 19 côn 76, giá bán một cái là 1.100.000 đồng. Phễu tròn là 200 một đôi. Này cũng có khách chốt tròn này. Tròn là tròn 18 nhá. Anh em lấy trùng kèn thì phải chọn ngay cũng được. Đã một số tổng thiết bị ở đây, anh em quan tâm điện thoại cho mình nhá. Chào anh em.